triển lãm âm thanh gần đây. Và tuy nhiên thì mỗi show thì đều có một màu sắc rất là riêng biệt. Ông có thể giới thiệu qua hệ thống phối ghép lần này có những gì điểm gì đặc biệt? Như thường lệ hàng năm, Hoàng Hải đều mong muốn mang đến cho tất cả các audiophile Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đặc biệt là audiophile của Hà Nội rất là kỹ tính và khó tính những cái sản phẩm mới. Nhưng mà phải đặc biệt này, Audio Hoàng Hải giới thiệu dòng loa mới nhất được launching tại Đức là Gauder Duck, Acoustic Duck, dòng Duck có từ 40 cho đến Duck 250 là lớn nhất, 4 đường tiếng. Đặc biệt thì đôi trình diễn năm nay là đôi Duck 250 có công suất 840W tối thiểu và 4 đường tiếng, giải tần lên đến 100.000 Hz, giải tần rất lớn và được làm từ nhôm khối. Các củ loa thì được đặt hàng từ Acutong của Đức, gồm chép kim cương, mít kim cương, mít gốm và loa bass đường kính 22cm làm từ carbon nano. Hệ thống loa 4 đường tiếng và đánh một cái âm ly cũng xuất chúng như hiện nay và đang rất nổi đình nổi đám là Dan Agostino của Mỹ, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có một cái gì đó khác biệt. Và cái sự khác biệt đó thì chắc chắn sẽ mang lại một cái cảm giác thích thú cho người tiêu dùng và cũng mang lại một cái cảm giác để giúp cho người tiêu dùng có những cái nhận thức đúng hơn. Thì tôi nghĩ rằng là lần này chúng tôi mang đến như thế thì là hoàn toàn là cũng muốn tái tạo tất cả những gì hay nhất của nhạc cụ, của âm nhạc và của sân khấu. Thứ hai là ông có thể cho biết vài điểm mà ông thấy thật sự ấn tượng ở đôi loa Gauder Acoustic Duck 250 Double Vision 4 về mặt kỹ thuật, công nghệ lẫn chất âm của mình? Câu hỏi này cũng rất nhiều người hỏi tôi, thì tôi phải thú thực là khi tôi được nghe đôi Duck 250 thì tôi thấy nó làm cái gì đó nó mang tính chất rất tự nhiên và nó không khoe khoang quá mức cái âm thanh, giúp cho người nghe cảm giác như là đang nghe một sự thật, nó hiển nhiên. Đại khái là cái giải tần của nó rất rộng nhưng mà lại nghe rất là nhẹ nhàng, rất là chi tiết và rất sâu lắng. Cụ thể khi mà nghe những nhạc cụ độc tấu như violon, cello hoặc violon sen, piano vân vân, thì tôi thấy rằng là nó tái tạo lại, tôi cảm giác như đấy là một cái nhạc cụ thật. Thì tôi cũng có hỏi nhà sản xuất thì họ cũng phải nói thật là những cái nguyên lý vật lý này họ nghiên cứu với quá trình của một cái hãng loa từ 90 năm trước và đến ngày nay, thì với 90 năm thâm niên thì chắc chắn là họ có những cái kinh nghiệm và những cái cộng hưởng mà trong cái thùng loa họ làm cái điều cũng tôi chỉ cho rằng nó là một bước đột phá về kỹ thuật. Trong vòng 2 năm nay thì Hoàng Hải liên tục mang về những thương hiệu rất là mạnh, khởi đầu với Poco đến Danny Agostino và gần đây là ABM hay là Lam, Adachi, Isophone và Atlas. Ông có thể bật mí về kế hoạch sắp tới của Hoàng Hải Audio về trong việc phân phối thêm những sản phẩm thương hiệu mới, nhất là mảng những bạn còn thiếu như là mâm đĩa than này, phụ kiện analog hay là một số các dòng thiết bị tối ưu nguồn điện, tối ưu điện nguồn, để có thể tạo thành một hệ sinh thái riêng của mình được. Đối với Audio Hoàng Hải, điều quan trọng nhất tôi cho rằng là ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thực, đó là nguồn điện là điều quan trọng nhất trong âm thanh. Nếu nguồn điện chúng ta không đảm bảo được độ trung thực thì sẽ không bao giờ hay. Trước tiên các bạn mà muốn chơi hay, các bạn hãy làm nguồn điện tốt nhất cho những cái nhà bạn, sau đó mới đến phụ kiện. Vì nguồn điện nó như là nguồn nước, mà nguồn nước bạn đã bị nhiễm bẩn rồi thì bạn có lọc mấy thì lọc nó vẫn bị ảnh hưởng và nó xung nhiễu vào chính trong âm ly, dề âm ly và CD của bạn. Thì thay vì bạn nghe được 100% cái giá trị của âm thanh thì bạn chỉ nghe được khoảng 90, 80, 70. Thì như thế vào lúc đó bạn sẽ thấy là tại sao dàn nhạc của bạn nghe nó mờ, nó không rõ, nó không chi tiết, chính vì nguồn điện. Còn chúng tôi cho rằng là với những thương hiệu mà nổi đình nổi đám của rất nhiều nhà phân phối hiện nay mang về, thì chúng tôi cũng tìm hiểu thêm và chúng tôi sẽ chọn thêm những cái mặt hàng mới và về analog, ví dụ như kim đĩa than, như là về đầu đĩa cũng có đĩa than và cũng như là về các loại cần đĩa than. Thì tôi nghĩ rằng là để hay thì nó cũng, chúng ta không thể
chọn mỗi một nhà sản xuất đều có một cái giá trị và một cái chất lượng sản phẩm riêng. Do đó tôi nghĩ rằng là đối với Haien, tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng hợp tác với rất nhiều nhà phân phối khác để chúng tôi có thể lấy những sản phẩm tốt nhất của những nhà phân phối khác mà họ sở hữu để chúng tôi ghép lại thành một sản phẩm tốt nhất riêng của Hoàng Hải. Chứ tôi không nghĩ rằng là tôi nhất thiết tôi có phải cố đi mua một sản phẩm tốt hơn để tôi cạnh tranh. Vì bản thân là tôi nghĩ là nếu mà quá nhiều sản phẩm thì rốt cuộc thì cũng không biết bán sản phẩm nào là tốt nhất. Do đó tôi nghĩ là với tầm dưới 10 sản phẩm mà độc quyền tôi thấy cũng là quá nhiều. Do vậy tôi nghĩ rằng là điều tốt nhất là chúng ta hợp tác với cả nhiều đối tác khác nhau để tạo nên một cái sân chơi rộng trong thị trường audio nói chung. Câu hỏi thứ tư là có khó khăn gì khi trong việc cân đối giữa kinh doanh các thiết bị từ nhà các phân phối khác và các thiết bị do chính Hoàng Hải Audio nhập khẩu? Điều đó là hoàn toàn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi phải có cái chứng minh bằng sự so sánh, vì mỗi một dòng loa đều có cái ưu việt riêng và có cái chất lượng riêng tùy theo cái cảm nhận của các audiophile, các người hâm mộ. Ví dụ có người thích nghe nhạc vàng thì lại thích một dòng loa mà có cái giải tiếng nó mềm mại, ấm áp và ngọt ngào chẳng hạn. Nhưng có người muốn nghe nhạc giao hưởng thì lại phải đòi hỏi đôi loa tốc độ rất nhanh. Ví dụ vậy thì tôi chọn hai dòng loa. Nếu muốn nghe nhạc tinh tế thì ta chọn Gouda, nghe nhạc cổ điển rất là hay. Còn nếu ta muốn nghe nhạc voi, nhạc vàng, nhạc dễ chịu, ta đánh Focal. Họ đi từ giải thấp đến giải cao đủ các loại. Và trong đó thì tôi cũng chọn những phân khúc thấp như là AEVM nó vừa phải để cho người ta chơi Dan Acusto siêu cao cấp để dành cho những người mà có thể có tầm hiểu biết cao hơn. Thì cái này tôi nói thật với các bạn là ta nên nâng lên từng bước, chứ không thể cùng một lúc ta có thể là muốn là để tất cả đều cao ngay được vì ta chưa cảm nhận được. Còn cuối cùng là streaming đang phát triển rất là mạnh ở thị trường high end thế giới và analog cũng có mức tăng đều, ông đánh giá thế nào về thói quen sử dụng nguồn nhạc audio của audiophile Việt, lượng người dùng nguồn phát streaming hiện tại được bao nhiêu phần trăm so với các nguồn đĩa truyền thống như là CD, đĩa than hay là băng cối? Streaming tôi nghĩ là cái nhu cầu tất yếu của thế giới, chúng ta không thể cưỡng lại được. Vì streaming hiện tại những dòng nhạc như Tidal, Spotify đang phổ biến rất lớn trên thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ, thị trường Âu Châu và Nhật Bản. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái thói quen tiêu dùng vẫn thích đầu CD, đầu đĩa than turntable, và một số người vẫn hoài cổ về một cái gọi là đầu tape băng cối. Thì tôi nghĩ xu hướng để chọn đầu nhạc streaming là xu hướng tất yếu như máy ảnh số hiện nay, không thể cưỡng lại được, nhưng mà thời gian thôi. Tuy nhiên tôi phải lưu ý rằng là nếu một cái đĩa CD chất lượng cao để nghe vào một cái bộ đầu CD tầm 300 triệu thì tôi nghĩ là đầu streaming rất là khó để so sánh. Đầu streaming có lẽ chỉ so sánh với những âm ly, với những CD có tầm tiền dưới 100 triệu. Còn nếu tầm tiền trên 100 triệu tôi nghĩ là rất khó. Tuy nhiên nói gì nói các bạn biết là streaming thì nguồn nhạc rất phong phú. Và chính vì nguồn nhạc phong phú thì tôi nghĩ rằng đấy là cái lợi thế. Mà hiện tại bây giờ tôi cũng đang nghĩ rằng là tôi đang phân phối sản phẩm cũng hay nhất hiện nay trên thế giới là DCS. Mà tôi thấy DCS là một trong những hãng đi đầu về trong vấn đề streaming mà cũng là đắt nhất thế giới hiện nay. Mà hiện tại tôi đang biểu diễn ở đây cũng là biểu diễn streaming, chứ tôi cũng không hoàn toàn sử dụng CD. Vì thứ nhất là các bạn biết là tôi có thể cầm cái điện thoại di động, tôi ngồi tôi điều chỉnh, tôi thấy nó rất là dễ chịu. Còn tôi nghĩ để hơn và kém thì thực sự cũng có, nhưng mà với cái thời đại ngày nay là thời đại cách mạng số thì tôi nghĩ rằng là trong một tương lai gần thì khi mà ra đến mạng 5.0 rồi thì tôi nghĩ rằng là cái sức mạnh của mạng rất mạnh, thì tôi nghĩ streaming sẽ đi đầu trong lĩnh vực âm thanh trong tương lai gần.